Đi hèm mà cũng là viêm à. Chưa viêm rồi đâu. Ôi đi với mẹ đó. Ủa đây không là viêm. Ủa không là viêm. Ủa không là viêm. Nó đát lên là có nghĩa là đang viêm không? Mà hễ nó viêm là tốt. Quán thơ rồi mình ra mẫu. Đấy anh không? Không thôi, ra báo luôn. Nó viêm muốn hả? Anh đừng có viêm. Nó đỡ cho mình. Nó lạnh thôi. Đỡ là bệnh nặng lắm. Anh đang thấy làm gì? Anh đang anh nhờ mấy cái bạn kia ấy của anh đem qua đó chịu nó chịu chị 50 nó ok thì ok nha ok ha cũng như là nó làm thứ hai nó có cho viên thay nano nó thì phải là cái tốt hơn là cái gì phải viên nó mới cho phải làm này tốt hơn cái hai nó phải bảy độ em rất phà cái là nó bây giờ nó không phải nó bán bây giờ nó không bây giờ nó cho lúc nào bây giờ giờ đi 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 khoai mấy phút liền đúng rồi ơi trên kia sướng nhất khoai liền mới tiền lấy hết đừng có lấy vô chọn mũi mình liền khoai phải liền mới tiền hỏi mày trần nhất sơn rồi khoai rồi không được không biết đâu cho hỏi mũi trần lên mình tự lấy nó mới chịu hỏi mũi ở trên kia rồi mới tới đây ngoài hàng hò vậy đó tại vì như mấy lần đưa đi á ví dụ như cái triệu chứng như ho hay là liên quan tới đấy là nó phải bắt thử hết chứ không phải là nó hỏi đâu không cái này nó ho nhưng mà nó chừng nào nó nghi á nó hỏi tao đề nghị mày thử chị muốn thử cũng được nhưng mà vô bệnh viện nó bắt buộc phải thử đừng ngồi vô bệnh viện bắt buộc có thử còn mấy hai người kia nó không có bắt buộc gì vậy nó hỏi mình có muốn thử không quý xin được kỳ kiểm tra trên kéo khe rồi đó kiểm tra trên tờ kéo khe nữa Qualify rồi. Đi vô trong đó thôi. Vô trong đó thôi. Đi 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 v